Thưa quý vị, tình trạng xây dựng tràn lan các homestay, khu nghỉ dưỡng, khu lưu trú không phép trên địa bàn một số huyện có tiềm năng phát triển du lịch đã khiến cho những điểm du lịch ấy trở nên nham nhở và xấu xí. Để hạn chế tình trạng trên, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và thành lập đoàn thường xuyên đi kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Nhưng có lẽ những chỉ đạo đó chỉ nằm trên giấy, vì công trình vi phạm trật tự xây dựng vẫn đua nhau mọc lên, còn chính quyền thì vẫn loay hoay trong việc quản lý. Câu chuyện xây dựng các homestay, khu lưu trú vi phạm luật đất đai, trật tự xây dựng và phá vỡ quy hoạch, các cấp chính quyền từ xã, huyện đến tỉnh đều biết. Thế nhưng, khi được hỏi về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan được trao quyền quản lý, thì đây là những gì mà chúng tôi nhận được. Cái giai đoạn trước thì cũng có những cái homestay, cũng có những cái nhà nghỉ mà họ phát triển tự phát, mang tính chất tự phát. Có những trường hợp mà ví dụ như là xây dựng nhà nghỉ ngay bên trên sườn núi, ở ngay gần huyện thôi, thì gia đình, nhưng mà cơ bản là chúng tôi cũng hạn chế cái việc cưỡng chế, mà chủ yếu là vận động gia đình để họ nhận thức đúng về cái việc mà họ đang vi phạm. Các cái cán bộ chính quyền ở nơi đấy, anh phải có một cái cơ chế để anh thực hiện cái quản lý. Pháp luật của chúng ta nó chỉ trên giấy thôi, nhưng anh phải làm thế nào đây để anh có cái bộ máy của anh, chân rết của anh, nó quy định phân cấp quản lý rất rõ rồi. Khi có những cái vụ việc như thế này xảy ra, đặc biệt là vụ việc để xảy ra tràn lan, vi phạm có tính chất lâu dài, thì cần phải xử lý rất nặng. Còn cấp tỉnh thì cho rằng trách nhiệm chính không thuộc về mình. Không phải riêng gì ngành xây dựng chỉ là một phần trong cái việc mà quản lý. Năm 2021 thì chúng tôi đã đi kiểm tra ở Quỳnh Nhai và Bắc Yên. Cái việc quản lý trật tự xây dựng thực ra thì chủ yếu là tập trung ở các huyện thị thôi. Thì là trách nhiệm thuộc về ủy ban nhân dân huyện. Có cả vi phạm đất đai, có cả vi phạm về trật tự xây dựng. Tất nhiên là trong cái công tác quản lý mà bảo sở không nắm được cái vi phạm ở địa phương là không phải. Chúng tôi cũng không nhớ rõ lắm mà có cái kết quả kiểm tra đó. Người ta nói ví dụ như ở phố này này, nếu anh chỉ chỗ cửa thì người ta biết, nhưng mà xây cả một công trình to không biết. Xét ở bất kỳ khía cạnh nào thì đều là phải xem xét trách nhiệm, đều là vi phạm. Cho dù là buông lỏng quản lý, yếu kém cho quản lý thì vẫn là sai phạm. Phần mềm văn bản này. Khi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, mặc dù đã gửi công văn, có lịch hẹn trước, nhưng khi tới giờ làm việc với phóng viên, thì đại diện lãnh đạo sở lại tự ý hủy lịch. Hôm nay trong cái buổi mà cái lịch hẹn giữa em với anh là sáng ngày hôm nay thì sẽ trả lời phỏng vấn thì như nào? Thôi anh phải xin phép, bởi vì ủy ban tỉnh đã có chỉ đạo và cũng có thể là khi mà anh trả lời phỏng vấn những cái phát ngôn nó sẽ chưa được kiểm duyệt và chính thống, bởi vì ủy ban tỉnh đang đi kiểm tra lại. Và như vậy nó sợ nó sai lệch về số liệu hoặc là cái quan điểm. Sai bằng cái lợi dụng chức vụ quyền hạn. Nhiều vấn đề không làm việc với báo chí cũng là lợi dụng chức vụ quyền hạn. Anh lợi dụng cái quyền của anh, cái thẩm quyền của anh để anh thoái thác cái trách nhiệm tiếp báo chí. Thì rõ ràng là anh vừa thiếu trách nhiệm và vừa thiếu trung thực. Cái cán bộ như thế là chúng ta không thể chấp nhận được. Nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tại huyện Mộc Châu và Bắc Yên để có số liệu chính xác trả lời kênh VTC14 về các công trình xây dựng trái phép, hủy hoại môi trường, ẩn họa thiên tai.